Khó khăn trong quá trình rèn luyện kỷ luật tự giác. Phần 2. Cảm xúc. Đừng đối đầu với thế giới, đối đầu với chính mình đi. Con người thường không bị đánh gục bởi áp lực từ thế giới bên ngoài mà bởi cảm xúc của chính mình. Khả năng làm chủ cảm xúc sẽ quyết định ta đi được bao xa. Trong xã hội ngày nay, những người có tính cách, tư tưởng khác nhau khi làm việc cùng nhau ắt sẽ xảy ra mâu thuẫn. Rất khó nhận định ai đúng, ai sai, ai hay, ai dở. Tào Tuyết Cần từng viết trong Hồng Lâu Mộng: khi giả là thật, thật cũng thành giả. Nơi không thành có ắt thành không. Đôi lúc đúng sai không hề quan trọng như những gì ta nghĩ. Người khác nhận xét về ta thế nào cũng không quan trọng đến thế. Quan điểm vốn khác nhau, cần gì cố chấp hòa nhập. Cứ giữ vững lòng tin, mạnh dạn kiên trì làm điều phù hợp với tâm nguyện ban đầu. Để lời đàm tiếu của người đời cản trở mình theo đuổi khát vọng mới là bi kịch thật sự. Không ai có thể làm tổn thương bạn, trừ khi bạn ghi tạc những lời gây tổn thương, vô tình hoặc cố ý đó vào lòng. Tác giả Mị Mông từng đề cập với cô trợ lý Andy trong bài viết của mình. Cô bé sinh năm 1993 từng khóc 3 lần trong quá trình làm việc tại công ty của Mị Mông. Lần thứ nhất là ngày đầu tiên cô đến công ty bị yêu cầu viết kịch bản. Cô bé hoàn toàn không biết viết, quay về ký túc xá khóc lóc một trận. Sau đó vừa khóc vừa rèn luyện kỹ năng viết bài. Lần thứ hai là khi bị khách hàng lừa, ký tên lên hợp đồng chưa hoàn thiện. Cô khóc òa lên vì nghi ngờ bản chất con người. Nhưng sau đó, cô đã cùng đồng nghiệp cải thiện quy trình làm việc, xây dựng hệ thống quy tắc mới chặt chẽ hơn và thực hiện nó rất tốt. Lần thứ ba là lúc cô bị Mị Mông mắng vì không đưa ra được ý tưởng sáng tạo. Cô chui vào nhà vệ sinh khóc. Lúc Mị Mông nhắn tin hỏi thăm, cô trả lời: em không muốn sếp phải bận tâm đến cảm xúc của em có thể tự điều chỉnh. Từ một người vụng về, cô bé đã trở thành một nhân viên xuất sắc, có thể tự mình đàm phán với khách hàng về các hợp đồng có giá trị lớn. Cô thành công không chỉ nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn vì kịp thời nhận thức, điều chỉnh cảm xúc của mình, không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến công việc. Nếu đổ lỗi cho người khác vì mọi bất hạnh mình gặp phải, có lẽ ta sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bất hạnh. Sức lực nhỏ bé của chúng ta không đủ để khiến thế giới vận hành theo ý mình. Việc ta có thể làm là kiểm soát cảm xúc của bản thân, rút ra bài học từ những lần chịu áp lực, gặp cảnh khốn đốn, thất bại để biến nó trở thành kinh nghiệm và tri thức quý báu cho mình. Nỗ lực cho đến khi lời nói của mình có sức nặng, khiến người đời phải lắng nghe, có vậy mới thay đổi được thế giới. Kỷ luật tự giác có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như những buồn phiền do cảm xúc tiêu cực gây ra. Khi cảm thấy năng lượng tiêu cực sắp sửa bùng nổ, bạn nhất định phải điều chỉnh cảm xúc của mình, cho chúng một thời hạn, vài phút, vài giờ hoặc vài ngày, không được để mình chán chường, suy sụp quá lâu. Khi đến thời hạn, ta không còn lý do nào để chìm đắm, sa đọa nữa. Không phải ai trên đời cũng đủ kiên nhẫn chờ ta trưởng thành như bố mẹ. Điều tiết giải tỏa cảm xúc một cách thích hợp là nhu cầu thiết yếu và hết sức bình thường của con người. Song nếu quá mức, ta không những không thể thoát khỏi cảm xúc tệ hại mà cuối cùng còn làm tổn thương bản thân và người thân yêu. Nếu mãi lún sâu trong vũng bùn cảm xúc, một lúc nào đó ta sẽ cảm nhận ra mình đã bị mọi người bỏ lại phía sau. Cuộc đời là như vậy, nếu muốn say sưa với ngày tháng ca tràng vung chén rượu, cần phải tỉnh táo để xuân xanh theo mãi đến quê nhà. Gió lớn đã thổi tới trước mặt, lại càng phải đón đầu để tiến lên. Không kiêu ngạo lúc thành công, không phải bỏ bản thân khi thất bại. Đủ bền bỉ, đủ kiên nhẫn tất có sự nghiệp như mơ. Từ xưa đến nay, những người có thể làm nên nghiệp lớn đều phải trải qua sóng to, gió lớn, đều có thể ung dung trước những cảm xúc vui buồn. Tôi không đề xướng gạt bỏ cảm xúc, càng không muốn bạn giả vờ khéo léo lỗi đời. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể tìm được chỗ đứng cho mình. Hơn hết là giữ vững một nội tâm nhờ nâng cao khả năng điều chỉnh cảm xúc trong thế giới phức tạp này. Nếu không muốn bị thế giới thay đổi, trước hết cần thoát khỏi tầm kiểm soát của cảm xúc, nhìn đời bằng con mắt lý trí chín chắn hơn. Kết lại, con người thường không bị đánh gục bởi áp lực từ thế giới bên ngoài mà bởi cảm xúc của chính mình.